Trung tâm điện tử Anh Phương xin chào tất cả các bác. Không biết là các bác có còn nhớ đến cái cảm giác lần đầu và lần đầu tiên ấy, khi mà thanh niên với chập chững 18 đôi mươi 22, cái cảm giác lần đầu tiên được ngắm nhìn một cái em nó còn nguyên bản như thế này không? Khả năng cái đời 8X, 9X, 7X thì mới có cơ hội. Thế còn bây giờ thì cũng nhiều anh em là không có cái cơ hội được như vậy. Thế thì bác nào mà đã có cơ hội được một lần như thế rồi, rồi là những anh em nào mà chưa từng được một lần, thì ngày hôm nay chúng ta đang được cái gọi là cơ hội đây. Bác nào được rồi thì thêm lần nữa. Anh em nào mà thiệt thòi mà chưa được một lần được ngắm nhìn nó còn nguyên vẹn thế này, thì ngày hôm nay các bác có cơ hội là chủ nhân của một trong những cái em bé rất xinh. Các bác đừng hiểu nhầm nhé, em này em hay gọi là liên tưởng một tí, nhưng mà nó là sự thật các bác. Em thấy nhiều bác toàn nghĩ như tiên này, chả giống em tí nào. Thì xin thưa các bác là ngày hôm nay các bác đang có một em bé rất xinh với mã là GZX215, dòng xịn sò đến từ đất nước Mỹ. Đấy, JBL của tập đoàn Hackman. Hàng này thì siêu hiếm các bác. Em đã nói rằng là anh Phương thì luôn luôn nhập những hàng rất là cao cấp, mà thực sự là anh em phân phối hàng cũng đã nhìn người. Có hàng đẹp thì bao nhiêu anh Phương cũng bốc. Cho nên những anh em có hàng đẹp thì bao giờ cũng alo với số điện thoại 097-1998-55 trước. Trừ trường hợp em không lấy được thì nó mới trượt sang chỗ khác thôi. Thì ngày hôm nay thì anh Phương đang có một cặp loa JBL 215, hàng còn nguyên thùng xốp. Đây là hàng gọi là theo dự án còn lại. Chứ còn nếu mà mua mới thì em nghĩ rằng là cũng khá nhiều tiền. Còn anh em chúng ta thì được cái là kết nối với anh Phương thì có cơ hội được sở hữu những sản phẩm âm thanh với giá chỉ bằng một nửa hoặc là 2/3, 1/3 số giá trị thực tế của nó khi các bác mua mới. Đây là mới đấy các bác nhé, nguyên thùng. Thì nó còn nguyên bản như thế này. Thế còn hôm nay thì xin phép các bác nào mà đã, nếu mà là chủ nhân của cái em này, thì em cũng nỡ tay là em đã sờ mó một bên. Đấy, sờ mó một bên và cũng đã thử một tí ti, một tí thôi nhá. Thế còn đâu là vẫn là quyền của các bác. Đấy, các bác lại nghĩ sai rồi. Em chỉ bảo là bóc một bên loa thôi nhá, là một bên của cặp loa JBL, để các bác cùng chiêm ngưỡng. Những ai có thể là có loa rồi thì chúng ta có thể nâng cấp hoặc thay đổi để là chủ nhân của cặp loa này. Còn những bác nào mà chưa có thì cũng được tận mắt chứng kiến. Dù là chủ nhân hoặc là chưa có đủ điều kiện để sắm, thì chúng ta cũng một lần biết đến là cặp loa của Mỹ nó về với nguyên thùng xốp nó sẽ như thế nào. Thì báo cáo các bác đây là thùng loa nguyên thùng xốp. Về thì nói chung là nó là hàng mới nên nó chả có vết gì cả. Như thế này thì các bác chơi thoải mái. Nhiều bác là thích những cặp loa nó phải xịn sò, cái thứ hai là phải đẹp. Đấy, để trưng bày mà, bởi vì loa này để trưng bày phòng khách. Cái thứ ba để gọi là ngắm nhìn và tự hào về nó. Đấy, tránh trường hợp các bác mua phải những loa nát, loa nhái, loa giả đủ các kiểu chiêu trò, rồi là mất công, mất học phí. Thì ngày hôm nay các bác bỏ tiền ra. Nếu cặp loa này nếu các bác mua bãi thì nó rơi vào khoảng độ 14-15 triệu. Thế còn các bác mua mới tại cửa hàng của Trung tâm Điện tử Anh Phương thì nó khoảng 16.500.000 đồng. Đấy, tức là các bác chỉ còn là trên 1-2 triệu là chúng ta đã có loa mới rồi. Mà cũng không phải có nhiều đâu các bác. Em dám nói rằng là những cặp loa còn nguyên thùng xốp này nó chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi, chứ không phải là ở đâu cũng có. Mà anh Phương nhập, anh Phương biết là cũng không có nhiều để mà nhập cặp loa còn nguyên mới. Đấy, Mỹ nói tài khoai 215. Còn cặp loa này thì tiếng của nó rất là hay, hình thức thiết kế đẹp sang trọng. Nói đến JBL thì tiếng của nó cực sáng cực sạch rồi.
khó có dòng loa nào trên thị trường có thể theo kịp những dòng loa Mỹ đến từ thương hiệu của JBL. Con này sử dụng một mát 40, một tép kèn titan. Nói chung là cái khẩu độ bát nó rộng thì tiếng nó thoát, và tiếng bát nó trầm ấm, nó dày tiếng, để cho chúng ta có thể vừa nghe nhạc vừa hát karaoke. Thì bây giờ nói chung là loa mới thì chắc là cũng không phải nói nhiều, bởi vì loa bãi thì đôi khi này còn phải giới thiệu nó nguyên zin, nó còn mới thế này hoặc là mới thế kia. Còn loa mới thì nó là còn nguyên bản 100% chưa sử dụng. Các bác chỉ cần nhìn cái như thế này để biết rằng nó còn nguyên chưa sử dụng. Bây giờ anh Phương sẽ mở một bản nhạc để các bác cùng lắng nghe với cặp loa JBL 215 này. Anh Phương đang sử dụng một quả loa của JBL. Các bác nghe cái dải của nó thế nào? Tiếng tép nó tươi và nó tách bạch. Loa Mỹ thì vẫn nói với nhau là nó sạch tiếng. Nhưng anh em chơi audio thường nâng cấp từ những cặp loa bãi thông thường lên những cặp loa JB của Mỹ. Đó là một bước đột phá, và thực sự là những cái mà chúng ta nên phấn đấu. Loa Mỹ nó có một cái đặc điểm riêng của nó. Các bác đứng gần hay đi xa thì chúng ta đều cảm nhận thấy tất cả các dải nó đều phủ rất tốt. Đây là đánh không gian ngoài rộng, chứ còn đánh trong nhà thì nó còn hay nữa các bác. Các bác thấy không? Các nhạc cụ nó ra một cách gọi là rõ nét. Nó không lẫn, nó cũng không tạp âm. Hiện tại thì bên trung tâm điện tử Anh Phương còn hai cặp này nữa, hai cặp để cho hai bác khách hàng nữa là đầu tư được những cặp loa Mỹ mà nguyên thùng xốp như thế này. Giá hiện tại tại trung tâm điện tử Anh Phương là 16.500.000 đồng. Giá bao ship cho các bác là 17 triệu. Nhân tiện đây thì anh Phương cũng tiếp thị luôn với các bác là hiện tại anh Phương đang có một lô cái coi xịn ship bay của Mỹ về. Dòng coi của những cặp loa 4733. Coi này giá rất là đẹp. Hoặc là anh em có những cái bộ coi súp, ví dụ những cái quả súp Mỹ JB 418, rồi là những dòng từ 22 coi 100, thì chúng ta có thể sử dụng cái dòng côn này. Côn này là côn xịn, dây dẹt hai lớp, đánh ở trở kháng 4 ôm. Hiện tại em đang có 5 bộ coi Mỹ xịn. Bác nào mà loa đang có vấn đề, hoặc là bác nào mà muốn dự phòng. Đấy, ví dụ như là mình đang chơi những dòng loa, dòng súp này, chúng ta muốn dự phòng những cái coi đẹp như thế này, thì hãy gọi cho anh Phương với số máy 097-1998-555. Đây là anh Phương ship e-bay về. Đấy. Loa đây, giấy tờ đây các bác này. Tập đoàn Hackman này. Đồ nhầy 99 dB, đánh ở trở kháng 8 ôm. Công suất trung bình là 250, cực đại là 1000. Đồ nhạy maximum lên đến 129 dB, góc mở của nó là 90 độ x 50. Về kích thước, khối lượng 27,4 kg, cả thùng của nó là 30,4 kg. Những cái giải tần của nó thì ấn tượng luôn các bạn. Loa Mỹ đứng đằng sau này càng nghe hay các bạn. Những loa khác là các bác chỉ đứng trước mặt thôi, thế còn các bác đứng đằng sau này thì gần như là mất tiếng luôn. Nhưng mà độ lan tỏa, độ phủ của
của loa Mỹ nó khác hoàn toàn. Vâng, xin cảm ơn các bác đã theo dõi video và hãy gọi cho anh Phương sớm để chúng ta là chủ nhân của những cặp loa này. Và các bác xem phim của anh Phương thì hãy cho anh Phương một like và hãy cùng chia sẻ, giới thiệu với tất cả bạn hàng, những anh em chơi audio để biết đến trung tâm điện tử anh Phương. Xin cảm ơn các bác rất nhiều. Các bác nào chưa đăng ký thì nhấn nút đăng ký đi ạ. Xin chào tạm biệt các bác.